Anh em cứ chê xe Hàn á. Nhìn này, nhìn gầm bệ hoàn thiện này. Cái gì ra cái đấy nhá, cực kỳ sắc nét. Và hôm nay tôi mới để ý này. Gầm hãng nhá, phủ rất là nhiều luôn, thấy không? Cực kỳ hiếm những cái mẫu xe mà được phủ kín như này. Nguyên bản xuất xưởng đấy nhá. Đấy, nhờ bác khách bác cẩn thận bác phủ thêm một lần nữa. Đây anh em nhìn này. Đây, gầm số nét nhá. Hôm trước tôi quay gầm MG5 anh em chửi nhiều quá. Đây, số nét đây. Cứ chê xe Hàn đi. Xe khoang máy cứ chắn gầm đầy đủ hết nhá. Không cởi chuồng như V-Lốt đâu. Còn anh em nào bảo tôi là lắp cái chắn gầm V-Lốt mà chỉ đựng cát với bụi, tôi xin lỗi anh em, đấy là hãng người ta cắt bớt đi thôi nhá. Ốc chờ có hết, những hãng người ta làm cẩn thận, những xe cẩn thận nó sẽ có sẵn chắn gầm như này. Nhìn hốc lốp nhá. Đấy, anh em nào cứ bảo phủ không quan trọng đi. Đấy, hãng này, nguyên bản đây. Đấy. Tem tiếc các thứ đầy đủ hết nhá. Hoàn thiện, không gì để chê luôn. Giá rẻ của Kia nhá. Tương đối là chất lượng đấy ạ.